Vụ lở đất hồi cuối tuần qua tại Myanmar đã chung vùi hơn 100 người, nhưng mới đây thì những người thợ mỏ đã quay trở lại làm việc với hy vọng tìm thấy đá quý. Chưa đầy một tuần kể từ trận lở đất chung vùi hơn 100 người, những người thợ mỏ tại Kachin, miền Bắc Myanmar đã trở lại làm việc, dù không biết có thêm trận lở đất nào nữa hay không. Đa số người dân làm việc tại các khu mỏ là dân nhập cư đến từ các vùng nông thôn. Công việc khai thác nguy hiểm nhưng lại chẳng kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, Thanh một thợ mỏ chỉ mới 22 tuổi cho biết, một người có thể giàu lên nhanh chóng nếu may mắn tìm thấy đá quý. ở quê nhà chúng tôi không có gì làm nhưng tại đây chúng tôi có thể giàu lên nhanh chóng nếu tìm được một mảnh đá quý. đó là lý do tại sao nhiều người đổ đến đây. đá quý được khai thác từ bãi sau đó sẽ được đem bán tại các chợ để lấy tiền. tại Habakan, thị trường ngọc bích lớn nhất trong khu vực, tình hình kinh doanh chậm lại sau vụ lở đất. trước đây có nhiều người đến đây mua bán, tra rò đá quý. tuy nhiên kể từ sau vụ lở đất, số người đến đây giảm hẳn. chúng tôi rất buồn về điều đó. Giá trị sản xuất ngọc ở Myanmar năm 2014 ước đạt 31 tỷ đô la Mỹ.